Đúng rồi, không biết bự nhỏ đây. Nó đó, đó, nó vậy đó. Nè, có lóc, có lóc, có lóc, có lóc, có lóc ơi. Sức, 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 sức. Dính nè, dính cá lóc nè. Đó. Ui. Đầu tiên mà thì đã chưa, không phải trễ cũng dính luôn, sảy nãy cho mày sảy hoài, có nồi nồi, rồi dính được một con. Lóc đen xì rồi mình gỡ thôi, gỡ đem lên thôi, trời dính cỏ à, lên bờ, lên bờ để nó nhảy sức đó. Lóc đen xì nha các bạn, dính gỡ không ra, hồng bên hông nè, gỡ không ra sao sảy nổi. Rồi thả vô. Một con. Thank you.
lại. Chắc luôn hay gì ta? Dạ. Nó chơi chút xíu chưa? Nó chơi chút nãy rồi nãy già. Nó có một chùm. Nó chơi chút xíu chưa à? Đặt những cái mắt. Chưa có nhiều con mắt dài nhảy ra cái mới được hai con à, nhảy hai con này, không biết bự nhỏ đây. Nhỏ nó bậy đó.
Nè, Sức. Dính nè, dính cá lóc nè. Đó. Ui, cá lóc bự, cá lóc đen xì. Dính vô đây sao thích nổi. Hay ốm. Dính cá lóc đen xì. Đó, dính cày đã, bố ba con này. Lọn cây nữa. Đây lọn trên này nè. Trời ơi, cá chê. Cá chê. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Nhảy dữ, nhảy dữ. Cá chê. Cá chê trắng. Cá nhôm. Rồi, kết thúc đây nha bạn. Các bạn được có 10 cây được có 4 con. Hai con dê sảy. Đứt lử. Con sảy bị đứt lử nữa chứ. Rồi mình vô thôi tập. Tạm biệt các bạn nha. Bữa nay được 4 cá, 2 con lóc, 2 con dê với 2 con sảy. 10 cân về bữa mình rút thêm 20 vậy đó. Rồi tạm biệt các bạn. Bye.